xin nhiệt liệt chào mừng và chân thành đón đoàn của Trung tâm Giáo dục Truyền thống Lịch sử Việt Nam đã đến địa đàng Cỏ. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, có lẽ hai ngày nay và hôm nay là ngày thứ ba, các bạn đã cùng với tôi trên từng bước đường từ Hà Nội và bây giờ chúng ta đang dừng chân tại đảo Cồn Cỏ Anh Hùng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với tôi trò chuyện hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu hai người rất quan trọng trong chuyến đi này. Ngay bên cạnh tôi là tôi xin được gọi một cái từ mà tất cả những người Việt Nam trong những lúc rất long trọng thường sử dụng, từ đồng chí. Vâng, đồng chí Trương Khắc Trường, một công dân của đảo Cồn Cỏ và cũng là người lãnh đạo của đảo Cồn Cỏ. Bên cạnh anh Trường thì là trung đoàn trưởng của chúng tôi, người chỉ huy cuộc đi, và tôi xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Vâng, chị chào trường. Có lẽ phép mình được gọi bằng chị em nhỉ? Vâng. Mình đến đây đảo Cồn Cỏ thì trong đầu của mình cứ mường tượng là một hòn đảo chỉ có toàn đá thôi. Nhưng khi đến đây thì nhìn thấy hoa rất là đẹp, và mới chỉ đi không xa lắm nhưng mà đã thấy một cái tình cảm quyến luyến đối với nơi này rồi. Là một công dân của đảo và cũng là một người lãnh đạo của đảo, thì trường có thể giới thiệu với khán giả của Win Việt Nam cũng như giới thiệu với mình vài nét về đảo, dân đảo và quân đảo được không ạ? Báo cáo với chị là huyện đảo Cồn Cỏ là một cái đảo tiên tiêu của Tổ quốc, diện tích nó nhỏ, 230 ha thôi, và hầu như nó trở thành một hình tròn bốn bề đều sọc phổ. Thì đảo Cồn Cỏ là được nhà nước xác định lấy một cái đảo tiên tiêu, nghĩa là đảo này đang còn mang tính chất của quân sự, mang tính chất quân sự. Thì từ năm 2004 là chính phủ đã có cái quyết định là về thành lập huyện đảo Cồn Cỏ. Thì sau 15 năm xây dựng thì đảo bây giờ cũng là cái đảo cũng thực tế cơ sở là nỗ lực phấn đấu của đảng bộ quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ, cán bộ chiến sĩ các lượng. Đến thời điểm này là bộ mặt huyện đảo Cồn Cỏ đã khởi sắc, chúng tôi xác định là đã khởi sắc, mang dáng dấp của một đô thị nhưng mà trong cái quy mô nhỏ. Thì chúng tôi là hiện tại trong cái đảo này thì về dân thì hiện tại trong cái giai đoạn này có 19 hộ, có 74 khẩu dân là như thế, và các lực lượng vũ trang cũng có trên đảo, cũng có là bộ đội này, hải quân này, biên phòng này, là cũng có, rồi các cái đơn vị khác như trạm đèn rồi trạm radar là hầu như là đều có trên đảo. Thì về cái phần đầu của đảo á, thì mục tiêu là theo cái định hướng chung á, đảo vừa là vừa là phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo vệ cái quốc phòng an ninh, bởi vì là một cái đảo tiên tiêu, một địa điểm an ngư phía nam của vịnh Bắc Bộ kia, một điểm bản ngư Việt Nam. Đây có một điểm phân định A11 là điểm này để làm cái điểm cơ sở để rồi sau này phân định giữa vịnh Bắc Bộ, giữa mình và nước bạn Trung Quốc như thế. Và theo định hướng chung của đảo Cồn Cỏ thì bây giờ chỉ thấy đó, đây đảo Cồn Cỏ bây giờ chúng tôi đang xây dựng thành một cái đảo mà bảo vệ đảo về cái môi trường xanh sạch đẹp, và một cái đảo hầu như là chúng tôi đang tập trung xây dựng các cái vườn hoa, mà hiện tại trong giai đoạn này đang hình thành một cái đảo gọi là đảo hoa giấy, và chúng tôi phục vụ là thành một cái đảo trong cái phát triển cái thể đảo Cồn Cỏ thì chủ yếu là phát triển về dịch vụ du lịch, các cái hoạt động du lịch. Thì bây giờ như thế thì báo cáo với chủ biệt như thế là đối với đảo Cồn Cỏ. Vâng, xin cảm ơn anh. Trong cái quá trình mình xây dựng thì cái khó khăn nhất là cái gì ạ? Bây giờ là báo cáo với chị là đảo Cồn Cỏ thì cũng có rất nhiều, hiện tại cũng rất nhiều khó. Mặc dù là nó không xa mà cũng gần so với đất liền. Ở đất liền ra đảo Cồn Cỏ như sáng nay chúng ta đi là khoảng 17 hải lý, thì khoảng gần 30 cây. Nhưng mà trong cái định hướng chung để phát triển kinh tế xã hội dân cận cũng có thì là phát triển các cái dịch vụ du lịch, phát triển du lịch. Thế nhưng mà về cái cơ sở hạ tầng của đảo Cồn Cỏ phải nói là hiện tại đang có thiếu đồng bộ, và hầu như ra đây thì chúng tôi đang có cái giai đoạn là đưa khách ra đảo Cồn Cỏ, còn các dịch vụ để phục vụ cho du khách thì hầu như là cũng đang còn thiếu rất nhiều, thiếu đồng và chưa đồng bộ. Tức là như kiểu nhà nghỉ rồi nhà ăn các thứ là đang thiếu. Nhà bây giờ nhà nghỉ này, nhà hàng khách sạn này là phải là thiếu. Bây giờ tập trung ở đây là các cơ quan đơn vị cũng có xây các cái nhà nghỉ, rồi là đặc biệt là tất cả các hộ dân ở đây đều làm các cái dịch vụ như phục vụ xe điện đưa đón này, phục vụ nhà hàng này, các cái dịch vụ homestay là tập trung là có cả homestay. Có homestay ở đây. Vâng, như vậy là mới chỉ cách đây cách đây một năm. Tôi muốn ra Cồn Cỏ nhưng rất là khó khăn và không có cái dịch vụ gì cả. Nhưng đến bây giờ thì nghe như vậy tôi nghĩ là cũng ổn đấy. Hy vọng là các bạn sẽ có những cái chuyến tham quan du lịch rất là kỳ thú đối với Cồn Cỏ. Tôi đến đây và tôi thấy ở Cồn Cỏ thì mặc dù là sinh sau đẻ muộn, một cái tuổi đời chỉ mới có 15 tuổi thôi. Nhưng mà có một cái mà cái điều tôi rất ấn tượng là một là cái cột cờ rất là đẹp, hoành tráng. Và thứ hai nữa là một cái đài tưởng niệm. Mặc dù là các anh hùng liệt sĩ và
quân và dân ta hy sinh ấy, thì hầu hết là đều được đưa về đất liền rồi. Nhưng mà cái đài tưởng niệm của mình thì cũng rất là đẹp. Và tôi cũng rất là hy vọng bà con ở trên đảo, dù là chỉ chưa đến 20 hộ, nhưng mà hãy cố gắng để thu hút được đồng bào trong đất liền ra. Đồng bào ra thì cũng là góp phần cho mình mà đến với cái những cái điểm tham quan như vậy. Và đặc biệt là tôi rất là lo lắng cho cái khi mà dịch vụ phát triển ấy, thì cái môi trường nó sẽ giảm xuống, thì cũng rất là hy vọng là lãnh đạo của đảo và bà con đảo thì quan tâm đến cái vấn đề này. Vâng. À, vừa nãy có hỏi anh là cái khó là cái gì ấy, là có nghĩa là trong quá trình xây dựng mình gặp cái khó khăn gì? Địa bàn môi trường đúng không? Kinh tế xã hội và môi trường. Báo cáo với chị là như thế này, thì đối với quyết tâm của huyện đảo Cồn Cỏ là sẽ bảo vệ cái môi trường trong sạch, thì chúng tôi cũng có ra nhiều cái văn bản để chỉ đạo trong cái công tác bảo vệ môi trường. Ví dụ chúng ta đi đảo này là một cái đảo chứa rác, bởi vì cả một vùng biển này là đảo Cồn Cỏ này, thì hầu như tất cả khí dầu mùa tới nay cả cái rác tập trung sóng nó đánh vào. Mà bây giờ là huyện đảo Cồn Cỏ là cái môi trường là khoản cho các cơ quan đơn vị, giống như là một cơ quan đơn vị là một cái khúc, một đoạn đường thế tự quản, là nghĩa là anh cứ thấy bệnh thấy rác là anh cứ ra làm thế, chứ không phải là để ký kim mà huyện tổ chức vận động hoặc ra nhắc cái gì. Cả cơ quan đơn vị nên là một cơ quan đơn vị có khoản một đoàn bờ biển như thế là làm. Còn trên này thì cũng có cái đội vệ sinh môi trường. Thì qua cái cuộc cái phỏng vấn hôm nay thì cũng qua chị thì qua chỗ anh Liêm thì mong rằng là trên cơ sở này để rồi là mong các anh chị rồi mong đài để giới thiệu về cái quảng bá về hình ảnh của đảo, là nói với bà con về nhân dân cả nước như thế này. Là huyện đảo Cồn Cỏ từ xưa đến đến thời điểm này là chúng tôi có một bộ mặt khang trang, và mong rất mong muốn lãnh đạo cán bộ quân nhân huyện đảo Cồn Cỏ rất mong muốn là quân nhân cả nước là hướng về đảo, quan tâm đến đảo và ra du đảo để biết đảo. Bữa nay sau 15 năm chúng tôi xây dựng trước chiến tranh và sau 15 năm chúng tôi xây dựng nó thế nào. Rất là cảm ơn anh. Thưa các bạn, thực ra thì những người đi du lịch ban đầu có những cái rất là bất tiện, khó khăn, nhưng đấy mình lại dùng cái từ là khám phá và trải nghiệm. Nếu chúng ta không đến, không đi thì sẽ không có đường. Phải đi nhiều đường nó mới tốt. Nếu như chúng ta đến nhiều với Cồn Cỏ, hy vọng rằng là cái dịch vụ của Cồn Cỏ sẽ phát triển. Và hiện nay thì chị thấy là cái mà quan ngại nhất ấy chính là cái vận chuyển từ trong và ngoài đất liền. Còn những cái khác thì có lẽ các thanh niên đến với Cồn Cỏ không phải chúng ta tận hưởng cái trời xanh, gió mát và cát vàng, mà đến với Cồn Cỏ còn sống lại một cái thời kỳ hào hùng của cái ngọn đảo tiền tiêu mà có anh hùng Thái Văn A đứng gác sừng sững ngày đêm giữa hòn đảo nhỏ đấy. Vâng, xin chào giám đốc. Và vâng, cái buổi đi này thật sự là em cũng rất là cảm kích khi mà bác có thể tổ chức được cho hàng 400-500 người như thế đi suốt từ miền ngoài thủ đô và vào đến đây, đến được những cái điểm mà các cái tour du lịch khó lòng thực hiện được. Thực sự thì em cũng không biết nói như thế nào. Dọc đường đi thì cũng có những cái chương trình được phát đến với khán giả, và khán giả của WinWin Việt Nam có gửi lời chúc sức khỏe cũng như cảm ơn anh, thì em cũng xin gửi lại cho anh những cái lời chúc của khán giả. Vâng, và em cũng muốn là anh có vài lời nếu giới thiệu một chút ngắn thôi về cái chương trình của anh, bởi vì các bạn ạ, nó không khác gì một cái tour du lịch, có nghĩa là cũng phải ăn, phải ở, phải đi, và cũng phải phục dọc đường, cũng phải tiền, kinh phí, nhưng nó lại khác rất là nhiều bởi các cái điểm đến của nó là những cái nơi mà không phải như Hải Yến vừa nói đấy, không phải là chỉ có gió mát, trời xanh, cảnh đẹp, nghỉ ngơi thư giãn hay là trải nghiệm, mà nó còn cả một cái quá trình lịch sử hào hùng của đất nước sống dậy trong mỗi bước ta đi. Vì thế rất muốn các bạn cùng nghe giám đốc trung tâm giáo dục lịch sử của cảm bác ơn Hải Yến cách đặt vấn đề rất hay. Với tôi thì với tư cách là giám đốc trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử, tôi mong muốn thế ta làm thế nào để bồi đắp được nguyên khí quốc gia. Tôi coi Cồn Cỏ là một cái địa chỉ đỏ, bởi nơi đây hai lần được tuyên dương anh hùng, ba lần được Bác Hồ gửi thư khen. Bác Hồ còn tặng cho hai câu thơ rất tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng là đây là chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, cần phải được tôn vinh, cần phải được phát huy vào nền kinh tế thị trường, hòa nhập và phát triển.
để làm thế nào cho cái lo toan của lớp người lớn tuổi, lớp người kháng chiến ấy, hòa nhập nhưng không hòa tan. Thế khác cái du lịch ở chỗ này, chúng ta đi hoạt động là có lễ nghi, có tri ân, có tôn vinh và hoạt động tập trung, ý thức tổ chức tập thể rất cao. 400 con người xăm dắp, 400 con người đi trên 9 xe, mỗi xe là một đơn vị đại đội, tôi coi như nó ngang với một trung đoàn. Thế và dưới sự điều hành của tôi và anh em trong ban giám đốc, người ta có thể gọi trong ban chỉ huy, suốt 4 ngày qua là nề nếp, kỷ luật, hiệu quả thiết thực trên tất cả mọi các vị trí hoạt động. Đấy. Từ cầu Hiền Lương, chúng ta làm bật lên cái khát vọng thống nhất non sông ở đây. Và tôi đang mong muốn làm sao có nhà biên kịch nào, nhà văn nào, tức là có thể có một cái vở kịch treo hoặc kịch nói để nói đậm nét cái vai trò vị trí của Hiền Lương 46 năm về trước. Điều thứ hai là tôi coi nghĩa trang Khe Xanh là cái nơi trung tâm của diễn biến của chiến dịch. Ở đấy là quyết chiến điểm, ở đấy bao nhiêu đồng chí đồng đội hy sinh. Tôi được biết là chúng ta có hơn 2.000 chiến sĩ hy sinh ở Khe Xanh, cho nên hôm qua Hải Yến và đoàn lên thăm viếng ở Khe Xanh. Tại sao chúng ta không chọn đấy đường 9 hoặc Trường Sơn? Đường 9 Trường Sơn chúng ta đến quá nhiều rồi, nhưng mà đến đây là đến với các liệt sĩ hy sinh Trường Sơn. Thế thì với tất cả những cái mong muốn như vậy thì Cồn Cỏ tôi hy vọng là cũng xin hứa trước với đồng chí phó chủ tịch rằng tôi về tôi sẽ động viên đồng bào đồng chí tích cực ra với Cồn Cỏ nhiều hơn. Và điều đó tôi hy vọng tôi làm được. Bởi lẽ cách đây khi mà tôi đến chỗ đền thờ vua các đức vua Lý, tôi vào tôi đặt lễ xong tôi thưa với các cụ rằng con làm rất tốt truyền thống lịch sử thời đại Hồ Chí Minh, nhưng với Trung Cổ, thời Trung Cổ và xa hơn nữa thì con làm chưa được đáng bao nhiêu, con hứa con sẽ làm tốt. Và sau đó là tôi kéo hàng vạn người đến với các đức vua Triều Lý. Vậy thì hôm nay đang ngồi trên đất Cồn Cỏ cũng vậy thôi, tôi sẽ hứa với đồng chí phó chủ tịch và nhân dân Cồn Cỏ rằng trung tâm sẽ về động viên đồng bào đồng chí nối tiếp nhau ra đảo để tri ân, để uống nước nhớ nguồn, để đưa đáp nghĩa, để phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam vào công cuộc hòa bình và xây dựng tái thiết đất nước. Vâng, em cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, tiếp lời của bác Niêm thì quả thật trong những ngày vừa rồi nắng rất là to và nắng miền Trung rất là to, nhưng mà những thành viên trong đoàn, những chiến sĩ của trung đoàn đồng chí Niêm thì tuổi cao, nhưng mà tôi thật sự là thán phục cái tinh thần, thái độ cũng như là nghị lực và cái sức khỏe họ đã rèn luyện được để đi hành, gọi là cuộc hành quân về nguồn. Và cái cuộc hành quân về nguồn đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn hai đồng chí. Vâng, chị Yến cho anh nói với đồng chí phó chủ tịch mà đây cái anh đúng là anh xác định cho đại biểu của anh là đây là chuyến đi về nguồn. Về nguồn để làm gì? Đi viếng đồng đội, đi thăm đồng chí đây. Đây là đồng chí mới và có đồng chí cũ nữa. Đi cảm ơn đồng bào, tức là đợt này anh tặng 100 xuất quà cho đồng bào tỉnh Quảng Trị trên 3 vùng Khe Xanh, ở khu vực hội trường ở Đông Hà hôm qua và hôm nay ở đây. Thế sau này giao lưu truyền thống để truyền bá chủ nghĩa yêu nước, và cuối cùng là để chứng kiến thành quả cách mạng. Cách đây 15 năm Cồn Cỏ chưa có gì, hôm nay ta thấy cơ ngơi này chúng ta mừng lắm. Đấy là kết quả lãnh đạo của Đảng và tư tưởng của Bác Hồ, đúng không? Xin cảm ơn Bác Niêm. Thưa quý vị và các bạn, hãy đến với Cồn Cỏ, đến để tận hưởng và đến để cảm yêu. Tôi cũng hy vọng rằng Cồn Cỏ sẽ là một điểm đến, không chỉ là điểm đến của du lịch, mà Cồn Cỏ còn là một điểm đến của cuộc hành quân về nguồn. Hãy đến đây để hiểu những gì đã xảy ra ở đây. Và bây giờ, Hải Yến xin được trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.